Trang trại chăn nuôi của gia đình ông Nguyễn Văn Sửu ở xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà có quy mô hơn 280 con lợn nái và hơn 2.000 con lợn thịt. Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, gia đình ông thường xuyên phun tiêu độc khử trùng khu vực chuồng trại và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Tất cả cái công tác phòng dịch của chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, tức là cái thứ nhất, tức là mọi giao tiếp, tức là ở khu vực ngoài cổng trại. Còn có các đoàn này khác á, thì cũng vào trại là mình có phun sát trùng và làm việc ở cách xa là chuồng trại khoảng vài 300 mét, không được đi sát vào khu vực chuồng trại để tránh mọi cái bất trắc xảy ra. Tức là có thể mình phun sát trùng nhưng nó cũng không tiệt được, cho nên cấm triệt cái vùng không trại. Điều thứ hai là công nhân là không được đi về, không được ra khỏi trại khi chưa có lệnh. Bên cạnh sự chủ động của các trang trại, thì trên thực tế vẫn còn một số trường hợp, nhất là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, vẫn còn chủ quan trong phòng chống dịch như mua lợn giống không rõ nguồn gốc, hay khi xuất hiện dịch bệnh, chưa kịp thời báo với cơ quan chức năng để xử lý. Vì vậy, hiện nay các địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Là gần như là các trại là chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh trên cơ sở là tuyên truyền của chính quyền địa phương. Yêu cầu đó là khi có dịch bệnh thì phải báo cáo ngay nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để là dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Khi mà chưa có dịch thì các hộ là chủ động, đối với các hộ thì là thứ nhất là không để các hộ tiêu lô vào trong chuồng để bắt lợn, mà chỉ có là lùa lợn ra khỏi chuồng rồi để hộ bắt những biện pháp nhỏ đó. Thứ hai là không mua thực phẩm thịt không rõ nguồn gốc về sử dụng. Theo thống kê, Hà Tĩnh hiện có tổng đàn lợn khoảng 400.000 con. Từ đầu năm 2024 đến nay, dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 17 xã thuộc 5 huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Nghi Xuân, Đức Thọ, thị xã Kỳ Anh, với số lượng lớn lợn bị nhiễm bệnh phải tiêu hủy. Và hiện nay, dịch vẫn đang diễn biến phức tạp, vì vậy các địa phương tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp để phòng chống dịch. Bà con là thực hiện đảm bảo các cái công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng cũng như là an toàn sinh học trong cái quá trình chăn nuôi để hạn chế cái sự lây lan dịch bệnh, bảo vệ được cái đàn gia súc gia cầm của mình. Cái nữa đó là trong cái thời điểm mưa lũ nhiều thì cũng phải có cái biện pháp hướng dẫn cho người dân là tăng bổ sung các cái chất dinh dưỡng để mà tăng cường sức đề kháng cho đàn vật nuôi. Bên cạnh việc triển khai đồng bộ các giải pháp của ngành chuyên môn, chính quyền các địa phương, thì các chủ trang trại, người chăn nuôi cũng cần thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh, vừa tích cực chăm sóc đàn lợn để chuẩn bị cung ứng thịt ra thị trường dịp cuối năm.